Xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Chiều nay mình đây đang là Killian Black Founder, một trong những channel hoa rất nổi tiếng của nhà Killian. Đó là channel hoa được mọi người bình luận rất nhiều là review đi. Mặc dù trời tiết Hà Nội bây giờ đang rất nóng, nhưng mà mình đã mang em nó về để làm video review các bạn đây nguyên hộp luôn nha. Và nếu như ai là những người đã bình luận đề nghị mình review channel hoa này, đừng tiếc cho mình một like. Và nếu như share được cho video này càng tốt để mình có thể tăng view, tăng sub. Và nếu như bạn quan tâm đến nước hoa này mua ở đâu thì có thể tham khảo shop Island ở phía dưới. Mình sẽ gắn link ở phía dưới phần mô tả của video. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Và chúng ta cùng nhau xem qua một chút ngoại hình của chai nước hoa này nhá. Thì nó sẽ có một cái hộp. Nếu như các bạn mua full box nó sẽ có một hộp như này. Một cái hộp màu đen và Black Fountain Killian. Và chúng ta có một cái hộp đầu lâu siêu đẹp các bạn. Đây các bạn này nhìn thấy một cái hộp cực kỳ đẹp. Và cái hộp này thì không, mình gọi là cái dương đi. Cái dương này thì các bạn cần một cái chìa khóa để có thể mở ra. Nhưng mà thực chất thì không phải là lúc đầu nó khóa ở đâu, mà lúc đầu thì họ để cái khóa ở trong cái hộp. Và khi các bạn dùng thì các bạn có thể mở ra cắm vào và như này. Thì cái khóa này nó cũng giống cái khóa cổng số 8. Đó, và các bạn mở chai nước hoa ra như này. Ui, trông kiểu sang xịn mịn. Cái hộp này, ui rơi xứ mất rồi. Cái hộp này bán riêng thôi như có 1 triệu đồng hay sao ấy. Nếu như mua không hộp thì như mình nhớ là nó có nhiều người bán với cái giá rẻ hơn là 1 triệu đồng cho một cái hộp. Các bạn biết hộp đầu lâu rồi nó vô cùng đẹp. Nó được hoàn thiện rất là tỉ mỉ. Bên hai phía góc cạnh cũng rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta về phần ngoại hình của chai nước hoa. Thì chai nước hoa này nó rất là giống những cái line ở trong bộ sưu tập của nhà Killian thôi. Hai bên thì họ có những cái vân đặc trưng của Killian. Và cái lọ được làm màu đen. Và cái đáy khá là dày. Thứ hai là cái mát màu vàng ở đây thì có chữ Black Fountain Killian. Và cái phần nắp chai thì cũng có Killian. Và chai này thì chai là các bạn có thể mở ra được nhà. Các bạn dùng hết thì các bạn có thể mua để các bạn đổ vào. Các bạn chỉ có mãi những chai này chỉ cần mua một lần thôi. Lần sau các bạn mua những cái chai refillable, à những cái chai đó họ bán ở từ hãng ấy, thì các bạn đổ ở đây là dùng được. Vì thế mình nghĩ là cái giá khá là cao thì nó cũng phù hợp. Tại vì một cái hộp đẹp, một cái chai đẹp, lần sau dùng hết thì cần mua nước hoa đổ vào. Thì phải nói là vậy, hình này chắc là 10 trên 10, không có gì để bàn cãi cả. Khi các bạn xịt cái mùi hương này ra này, kể cả ra tay hay ra giấy, thì một cái tổ hợp mùi nó đập thẳng vào mũi của bạn là mùi của hiệu Room, kết hợp cùng với sô-cô-la. Sô-cô-la đây mình nghĩ là sô-cô-la đen, và nó vẫn có một cái độ ngọt sô-cô-la, nhưng mà những sô-cô-la đây là những cái miếng sô-cô-la cứng, và nó sẽ có một cái mùi đắng rất đặc trưng. Mình nghĩ rằng là cũng một phần đến từ sô-cô-la này. Những cái loại sô-cô-la cao cấp thì thường nó sẽ có mùi đắng, khi ăn vào nó có vị đắng này. Và tiếp theo đó là của hạnh nhân và một chút mùi hơi khói khói của cà phê. Thì ban đầu cái mùi rượu rum này chủ yếu nó sẽ là chính. Chia sẻ một chút về rượu rum nhé, để cho bạn nào chưa biết. Thì cái rượu rum thì chủ yếu là sử dụng là mía, nước ép mía họ sẽ nấu sôi lên. Và nó sẽ ra 95% là dung dịch và 5% là bọt mía. Thì cái 95% là dung dịch mía đấy thì người ta sẽ làm đường, các loại đường khác nhau. Và 5% cái bọt mía thì người ta sẽ mang đi, người ta để trong những cái thùng gỗ sồi. Và để đến một cái thời hạn nhất định thì nó sẽ thành rượu rum. Nên là khi ngửi cái mùi rượu rum ấy thì các bạn, nếu như các bạn ngửi kỹ thì bạn nhận thấy là một chút gỗ ở đằng sau, gỗ từ những cái thùng gỗ sồi ấy. Nếu như bạn nào mà hay uống rượu, mà những ở quán rượu mà hay dùng những cái gỗ sồi để ủ những cái rượu để pha cocktail ấy, thì các bạn mới nhận ra điều này. Còn thực sự là nếu như các bạn ngửi chén nước hoa thì rất khó để có thể ngửi ra được cái mùi gỗ của những cái thùng khi mà người ta ủ rượu. Thì mình cũng chia sẻ luôn, đó là nhà Killian họ làm hai cái nốt hương mà mình rất thích. Đó là đầu tiên nó là thuốc lá, cái thứ hai đó là làm rượu. Rượu của Killian có rất nhiều những cái chai nước hoa nổi tiếng như là Single Malt này, Single Malt này, và Angel Share này, cũng như là đây là một cái Black Fountain, là một cái mùi rượu rum ban đầu rất là thích. Và ở cái top nốt này thì một cái mùi đập thẳng mũi bạn, kiểu xịt ra phát thôi các bạn, nó đấm thẳng mũi bạn luôn. Nhưng mà các bạn không phải lo rằng là mùi hương nó sẽ khó chịu, mà cái mùi rượu rum ở đây nó được kết hợp, được mix với sô cô la, với cà phê và một chút hạnh nhân. Thì nó giống như kiểu là các bạn khi các bạn uống rượu ấy, bắt đầu cái húp đầu tiên nó cũng khá là khó để nuốt được, nhưng mà khi bắt đầu kiểu bon mồm mềm môi rồi thì như nhau hết mà vào xuôi hết. Thì cái mùi hương này như vậy, và sau ấy thì mùi của rượu nó sẽ nhẹ xuống,
Và các bạn nhận thấy là một cái nét xuất hiện, đó là cái nét của sữa. Sữa ở đây thì mình nghĩ rằng là cảm giác như thế đến từ sữa tươi ấy. Nó khá là ngọt, nhưng mà nó làm khi các bạn ngửi, nó làm mình liên tưởng đến những cái sữa tươi chứ không phải là những cái sữa đặc. Những sữa đặc thì nó sẽ bị quá là ngọt mà nó bị dính. Nhưng mà sữa tươi thì làm cho cái mùi hương ở đây nó cảm giác nó mềm và nó kiểu rất là kiểu trôi kiểu rất là mỏng ấy. Mùi sữa nó không rõ nhưng mà nó vẫn có cái vị ngọt thơm của sữa, đặc trưng ở đây cái vị béo béo đấy. Và nó kết hợp cùng với sô-cô-la và cà phê. Tí nữa mình sẽ có một cái ở đoạn cuối mình sẽ nói về một đoạn rất là hay ở Hennoa này. Và cái đoạn ở giữa này khi mà mùi sữa nó mới lên ấy, thì đấy là cảm giác mà lúc mình không thích chai Hennoa này. Tại vì thứ ra mình không phải là một thằng thích những cái hương đồ ăn, những cái hương nhóm hương kiểu umang ấy quá là nhiều. Nên là với em này thì ở đoạn giữa này mình ngửi nó hơi bị đau đầu, nó hơi ngọt quá với mình, sữa lên quá nhiều. Nên là sữa này các bạn thấy đấy, sữa ngọt cùng với cái vị đắng và một cái mùi của hơi cháy của đường nữa, thì đấy là cái cảm giác ở đoạn giữa. Và đặc biệt là cái đoạn sữa này thì nó làm mình liên tưởng đến một cái cốc kiểu caramel macchiato ấy, nhưng mà ở đây thì nó đắng hơn và nó đậm vị hơn khá là nhiều. Thì đó là cái cảm nhận của mình ở khúc giữa. Về sau ấy, các bạn thấy là mùi của sữa nó sẽ nhẹ dần và nó hòa vào những cái nốt hương ở đây. Thì nếu như bạn nào mà chưa thử của chai Hennoa này mà các bạn nhìn cái nốt hương ở trên trang fragrantica.com ấy, thì các bạn thấy là một cái tổ hợp kiểu nhìn phát là ui chết rồi, mùi này ngọt lắm. Sữa, caramel, hạnh nhân, rồi nhưng không nhầm có vani, nó lại là có những rất nhiều những cái nốt hương tạo nên một cái hiệu ứng vô cùng ngọt. Nhưng mà ở đây thì nó không như vậy. Ở khi mà dry down mà sữa nó hòa vào tất cả những cái nốt hương ở đây thì các bạn thấy là mùi nó bắt đầu khô và trở nên giống một cái bánh ngọt mà bị nướng hơi cháy một chút. Cái bánh ngọt đây thì nó có bánh ngọt sô-cô-la hạnh nhân hơi đắng một chút. Thì đấy là cái mùi hương, toàn bộ mùi hương của Black Phantom mà mình ngửi thấy. Thì mình nghĩ rằng là nếu như bạn nào thích cái gu đồ ăn thì chắc chắn là các bạn nên thử qua Black Phantom. Về cái độ lưu hương, thời điểm khuyên dùng cũng như là độ tuổi trên Hennoa này, thì đầu tiên đó là về cái độ lưu hương. Thì trên Hennoa này nó lưu ở trên da vô cùng tốt, 10 đến 12 tiếng, đó là chuyện đương nhiên. Các bạn phải biết rằng là nếu như khi các bạn xịt một cái mùi hương là ra tay để các bạn test buổi tầm 5 đến 6 giờ chiều nhá, mà các bạn gọi là đi ngủ, thì cái việc khi các bạn ngủ gần như là mình thấy là khó có thể mùi hương nào lưu được ở trên da đến sáng ngày hôm sau. Nhưng mà đây là một cái mùi hương như vậy, nó lưu ở trên da mình test kể lúc đi ngủ từ buổi tối hay là xịt cả buổi sáng vậy, lúc nào cũng tầm 10 đến 12 tiếng. Và cái độ quả hương lúc nào cũng tầm một cánh tay và nó sẽ giảm dần theo thời gian. Nhưng mà khi đến những cái mùi hương nó còn đến cuối cùng thì nó vẫn còn cái độ quả hương của nó vẫn còn tốt tầm gần nửa cánh tay, rất là ok. Và với một cái mức độ bán tỏa rất là khủng như vậy thì chắc chắn rồi, chai nước hoa này là một cái tông mùi đồ ăn ngọt ngào, ấm áp, tối. Nên là các bạn sẽ chỉ sử dụng vào những ngày trời mát mẻ hay cái nó thẳng luôn, đó là mùa đông ở Hà Nội. Chai Hennoa này nếu như các bạn xịt vào Sài Gòn ấy, mà ngoài cái ngày mưa ra thì mình thấy là gần như là rất là khó xịt, hoặc các bạn giảm số lần xịt xuống. Còn chai Hennoa này là một chai Hennoa sử dụng rất tốt, sinh ra để cho miền Bắc ở Hà Nội, đặc biệt là những ngày mùa đông. Mình nghĩ là em này thì nếu như các bạn tầm dưới 22 đến 23 độ đổ xuống thì các bạn có thể sử dụng tốt. Và có nghĩa là càng lạnh thì mùi hương lại càng ngon. Bạn như kiểu một cái món đồ ăn di động vậy mà mời mọi tất cả mọi người sơn. Và độ tuổi của chai Hennoa này thì mình nghĩ rằng là chắc là tầm 20-21 là các bạn có thể xịt được rồi. Đến tầm 30 thậm chí là 35-40 cũng vẫn có thể xịt được. Về cái giới tính cũng như là về cái phong cách làm sao để phù hợp thì chai Hennoa này mình thấy là nó khá là unisex. Mùi hương thì mình thấy là theo những cái nốt hương, những chai nước hoa mà làm theo cái nốt đồ ăn ấy, thì thường nó khá là unisex. Nhưng mà chai nước hoa này thì nó có một cái mở đầu nó khá là gọi là có phần hơi nam tính, có phần hơi mạnh mẽ bởi nốt hương rượu. Nên là mình nghĩ là mình sẽ chấm tầm 60-40% là nam và 40% là nữ. Nữ có thể sử dụng được nhưng mà phải là những bạn nữ nó phải hiện đại một chút chứ nó không theo kiểu cổ điển. Và mùi hương này thì mình nghĩ sẽ dành cho những cái bạn nào mà nhất là thích những cái mùi ngọt này. Thứ hai là ăn mặc nó cũng gọi là hiện đại một chút, mùi hương của nó khá đặc sắc, phải nói là như vậy, đặc sắc, ngọt ngào, quyến rũ. Nó mang đến một cái vai kiểu khi các bạn ngửi một lần thì các bạn sẽ rất là tò mò, khiến kiểu
phải ngửi thêm vài lần nữa. Mình là một thằng như vậy, mình xịt nó, mình xịt Black Phantom ra và mình ngửi một lần đầu tiên, mình rất là tò mò về mùi hương này và mình nhất quyết là mình nghĩ là mình phải xịt thêm vài lần nữa. Thì đấy là cái cảm giác mà mình nghĩ là rất là nhiều người ạ, khi mà xịt chanh hoa này một lần thì chắc chắn là các bạn ấy muốn, hay là các bạn ngửi thấy thì các bạn ấy muốn ngửi thêm vài lần nữa. Thì đó là một cái điều khá là hay đến từ Black Phantom. Và những bạn nữ nào, mình nghĩ phải là những bạn nữ, nó cũng có hơi cá tính một chút, tại vì khi mà mình ngửi cái mùi hương này trên người một bạn nữ nhá, thì đấy là một gọi là cô em, chứ cũng hay ngồi ở những quán rượu ấy, thì mình có ngửi thấy cái mùi hương này và đấy là nó khá là hợp với những các bạn nữ theo phong cách kiểu tự lập, kiểu hiện đại và gọi là cũng đa tài kiểu như thế, có một nét khá là sang trọng, thì xịt cái mùi hương của Black Phantom này nó cũng rất là hợp lý. Vậy thì chanh hoa Black Phantom của Killian này có nên mua hay không? Thì đây là chia sẻ của mình. Nhất là bạn biết rằng chanh hoa này nó không hề rẻ. Các bạn có thể xem cái phần giá ở phía dưới, mình sẽ dẫn link ở đấy, cái đấy nó vào thẳng luôn, các bạn nhìn thấy giá. Thì chanh hoa này chắc chắn là nó không hề rẻ so với những chanh hoa của Quýt, thì thực tế là nó đắt hơn, vì đây chỉ có chai 50ml thôi. Và cái thứ hai đó là về quan điểm cá nhân của mình, thì mình là một thằng thích rượu và thuốc lá, đặc biệt là rất thích rượu của Killian, là vài chai rượu của nhà này làm gần như là chai nào mình cũng rất là ưng. Và đây cũng là một chai nước hoa như vậy. Nhưng mà đến đoạn giữa, khi mà cái nét sữa mà mình review ấy, nó lên ấy, thì mình lại không thích. Tại vì với mình thì cái đoạn sữa đấy nó khá là đau đầu nếu như mình ngửi nhiều trong một cái thời gian, và mình xịt vào những cái vị trí mà khi mà nó tỏa lên, lúc nào mình có thể ngửi thấy, thì mình hơi bị váng đầu. Đây là cái quan điểm và cái gu của mình thôi. Thì mình muốn là mùi hương này nó sẽ thuần rượu hơn một chút, hoặc là nó bớt ngọt hơn và nó sẽ nghiêng nát nhiều hơn, là theo kiểu unisex cả nữ có thể dùng được. Thì đấy là quan điểm cá nhân của mình thôi nhá. Còn nếu như bạn nào mà thích mùi hương này, đã xịt mùi hương này rồi, thì hãy bình luận cho mọi người cùng biết cái cảm nhận của các bạn ở phía dưới. Và với mình thì chai nước hoa này, nếu như các bạn đủ điều kiện tài chính thì các bạn hãy mua. Tại vì nếu như xét nó đứng về một chai hoa rượu thì nó cũng không phải là một chai quá là hay về rượu. Còn nếu như xét về một cái gu đồ ăn, nó là nửa vời, nhưng mà có lẽ rằng là vì cái sự blend, vì sự mix như thế, nó tốt nốt rất là ấn tượng, cũng là về sau rất là ngọt, thì có lẽ em nó nổi tiếng tại vì em nó sẽ gọi là ninh mũi số đông hơn, được đa số người thích hơn. Thì đây là quan điểm cá nhân của mình thì mình không thích, nhưng mà nếu như có điều kiện gọi là dư thừa tài chính thì mình sẽ mua. Còn nếu mà bảo là mình phải mua hay không thì mình sẽ không mua. Và vừa rồi đó là review nhanh của mình về Black Phantom của nhà Killian. Nếu như bạn nào đang phân vân hay là các bạn đang muốn thêm cái góc nhìn từ mình, thì hy vọng là video này sẽ bổ ích với các bạn. Và nếu như các bạn thấy video hay thì đừng quên việc like, share, như là ấn chuông thông báo để có thể nhận được những cái video mới nhất nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.